em không có tốn tiền để em mua một món nào hết. Tại vì trong nhiều tháng vừa rồi là đi thi, là được ban tổ chức lo cho từ A đến Z, là trang phục tất cả mọi thứ là mọi người cho làm cho hết tất cả các thí sinh đó. Còn trong chặng đường sắp tới, em nghĩ rằng là em cũng không spend quá nhiều cho đồ hiệu đâu. Thì em muốn rằng là trong khoảng thời gian mà mình dự thi ở quốc tế á, thì em vẫn rất mong muốn tôn vinh những nhà thiết kế của Việt Nam nhiều hơn. Tại vì em cũng muốn rằng là khi mà tất cả mọi người ở những đất nước khác á, họ sẽ có một cái đánh giá và cái nhìn nhận về gu thời trang của người Việt là như thế nào. Thì cái điều đó cũng là một cái mục tiêu mà em mong muốn được làm sắp tới đây. Nhưng mà đó phải là chỉ là một cái chiến lược của mình khi đi thi, hay là đó là một cái sự thay đổi thói quen của Kỳ Duyên luôn? Thật ra bản thân em là một người rất là yêu thích thời trang. Nhưng mà có thể là do càng ngày mình càng lớn á, mình sẽ nghĩ tới những cái nó lớn và nó bền vững hơn. Bởi vì mình chi tiêu và đầu tư cho đồ hiệu nó sẽ giúp cho mình sành điệu hơn trước mắt mọi người. Nhưng mà thực sự có những món đồ hiệu mình chỉ mặc 1-2 lần thôi là mình không mặc nữa. Mà mua những cái món đấy 1-2 ngàn đô, hoặc là có những món đến 5 ngàn đô cả trăm triệu như vậy, thì bản thân em cảm thấy rằng là nó cũng hơi lãng phí. Thế em muốn là ở thời điểm này và ở cái độ tuổi này, em muốn dành cái điều đấy cho những cái thứ nó lớn hơn nữa.